Có camera trước không? Có. Quay phim chứ. Chúng ta vừa cảm nhận không gian mùa thu lãng mạn yên bình trong bài hát Cần với phần thể hiện của ca sĩ Lê Minh Hiếu. Thời tiết se lạnh giúp chúng ta ngủ ngon hơn, tâm trạng cũng thoải mái và dễ chịu hơn vì không còn phải đối diện với cảnh nắng chói chang gay gắt nữa. Tuy nhiên thì nó cũng kèm theo nhiều phiền toái khiến cho nhiều người đổ bệnh. Bài nước vượng đấy không ạ? Tôi rất ít bị ốm nhưng mà tuần trước thì cũng bị cảm cúm nhất một chút. Nhưng mà cũng may là tôi đã kịp thời uống thuốc và mặc ấm nên là sau tầm 2-3 ngày thì đã khỏi bệnh. Vâng, tôi có một bật mí cho chị Thiên Trang là chúng ta có thể dùng các nguyên liệu từ tỏi đen để mà làm điều trị cảm cúm, điều trị đau họng hiệu quả. Trong các nghiên cứu thì tỏi đen là một trong những loại tỏi có tác dụng tốt cho sức khỏe, thậm chí làm giảm nguy cơ ung thư. Vì giá thành của loại tỏi này khá cao, khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu một kg. Riêng loại tỏi đen, một nhánh tân nổi tiếng của Lý Sơn có thể lên tới 2,5 triệu một kg đến 7 triệu đồng một kg ạ. Nên không phải ai cũng thường xuyên dùng được loại tỏi này. Có một số gia đình đã mua dụng cụ tự làm tỏi đen tại nhà dựa vào các phương pháp trên mạng xã hội. Nhà tôi tỏi đen mua ở ngoài, sau một thời gian thì tôi nhận thấy ra tỏi đen cũng khá là dễ làm. Thế nên là tất cả các hàng gia đình tôi bắt đầu cái mẻ tỏi đen đầu tiên. Tỏi đen ở ngoài thì rất là đắt, từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một ký. Do đó mình quyết định là làm tỏi đen ở nhà để vừa tiết kiệm lại cũng qua ông công thôi sách tay về. Mình thì tổng hợp lúc thì tiện đi đâu thì mua. Thì cũng có lúc mà được bạn mẹ cho, thế còn ở nhà thì ông nội là có làm, thì là cho thường xuyên, nên là cũng hay dùng. Thực ra thì thời gian của tôi rất là bận, cho nên là có những đồng nghiệp hoặc là bạn bè họ làm và mình cũng dùng chung với họ. Vâng, tôi khá là tò mò, không biết là liệu quy trình tự làm tỏi đen ở nhà có đơn giản hay không và liệu có cho ra thành phẩm chất lượng hay không, anh Đức Vượng? Thực tế thì có rất nhiều phương pháp làm tỏi đen khác nhau được chia sẻ tràn lan, nhưng những quy định này đều không được kiểm chứng cả về quy trình lẫn kiểm định đảm bảo. Theo như tôi tìm hiểu thì tỏi đen phải được lên men ở nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, được lựa chọn nó hơi tối nhưng có chỉnh được sáng lên để tìm hiểu kỹ hơn một tự động giả. Và chị Thiên Trang cùng bạn nghe cuộc trao đổi của phóng viên kênh VV Sức Khỏe với chuyên gia của công ty trách nhiệm hữu hạn AUM, một đơn vị sản xuất và xuất khẩu tỏi đen tại nước ta. Xin hỏi chị có thể cho biết những công dụng của tỏi đen là như thế nào không? Cái công dụng đầu tiên là giảm cholesterol, là giảm cái mỡ máu. Cái thứ hai là giúp cái hỗ trợ tiêu hóa. Thứ ba là chống đầy hơn, là cái mà chính. Thế có những đứa nào bạn bè nó đã đi nhầm hồng rồi chưa? Không, đúng không? Và nó là tăng sức đề kháng, tức là chống cả. Thì hỏi nó xem những cái giấy tờ hồ sơ đấy nó làm như nào? Cảm ứng này, ho này, ví dụ những cái tầm giao thời này, dùng cái đồ. Thì bọn nó đi học chưa? Đi bọn đi đỗ đại học đi là học chưa? Bao nhiêu thời gian để có một thành phẩm tỏi đen mà đạt? Ừ, cùng lơ cùng khóa ấy. Quốc tế, nếu như là đạt tiêu chuẩn mà nó phải. Thì hỏi nó xem là đi nó cần những hồ sơ gì? Nó mới thành cái thành phẩm tỏi đen và nó đầy đủ các cái kiểm định của Bộ Y tế thì nó mới là tốt. Còn nếu như bây giờ mọi người đang hỏi nó xem là cần làm những giấy tờ gì? Nó chỉ là quản trí thôi, nó không thành tỏi đen được. Theo chị đâu là cách? Hình như này phải bảo hỏi bố xem là ông nào làm phụ trách về cái bên xã đội trưởng ấy. Cái xã đội trưởng ấy để vào xin cái giấy gì đấy để ra để không họ không kêu đi bộ đội nữa ấy. Men 20-25 ngày nó chỉ bằng 1/3 tiêu chuẩn nhá. Nhật thôi thì nó không thể nào mà cái giấy để mà họ không kêu đi bộ đội nữa ấy. Bảo bố hỏi em hỏi cái ông nào xã đội trưởng ở xã mình ấy. Xã khoảng độ 1,2 triệu nhá. Còn ăn ở thì ở trên đấy thì ở trọ ngoài thì đắt lắm mà có ở ký túc thì ở thôi. Hiểu không? Những cái lưu ý gì cũng như là ở nhà làm thì nó có cái nồi của Trung Quốc, cái nồi của Hàn Quốc, nó làm thì nó chỉ làm được cái mức như thế thôi, cứ không để lâu quá nó bị cháy nồi. Có thể nó men của nó phải men kia nó men vi sinh của Nhật. Ở đây cái này nó là men nguyên, nó khác nhau.